Chị hai kiếm nè. Nè, anh vô lấy đồ nha. Chị hai hả? Ừ, em nè, đang xếp đồ. Đem đồ qua đi, còn chỗ mà. Cái gì? Không sao đâu, cứ nói gì ổng đi rồi. Hả? Sáu ly vậy luôn hả? Cái gì? Ông Tám cũng vậy luôn. Trời ơi, ông Tám ông già rồi, hai vợ chồng ly dị nhau chi. Mới vừa rồi em gửi đồ về cho mẹ em đó là... À thôi rồi, vậy Việt Nam có bồ vậy? Ờ, mấy cha nội bây giờ vậy, già già vậy á, trâu già khoái gặm cỏ non lắm. Ừ. Về bển gạt con gái tao hoài gì? Ừ. Bởi vậy về đây ở ngoài đường là đúng rồi. Ừ, cứ đem đồ qua cho em nghe. Rồi rồi rồi, ừ. Rồi ha, vậy nghe chị. Bye ha. Chán ghê luôn. Anh ơi. Ơi. Gì vậy em? Xếp ba đồ của anh xong chưa? Chút xíu rồi các bạn ủi vậy nè. Ừ. Không còn ủi sao ủi đồ. À, chờ chị hai, chị tới chị gửi ít đồ về cho bác Sáu. À. Thì là xong rồi đó. Nghe là coi như là xong hết trơn rồi. Anh cũng đồ đạc anh chút xíu nên để vô là cũng xong rồi. Nói nghe nè. Sao em? Có chuẩn bị tiền bạc ở Việt Nam không? Cũng chút chút thôi, vài chục đô cho gặp bạn bè dẫn đi uống cà phê ăn sáng nhưng mà. Nói nghe nè. Sao? Có giờ còn nhiêu á. À. Đưa hết cho em giữ cho. À. Rồi xong ấy em đưa tiền của em cho anh giữ. Rồi cái gì bển cái anh cần nhiêu cái em đưa anh nhiêu. Thôi em ơi, làm vậy kỳ lắm. Đi ăn đi uống rồi rủi anh cần tiền em trả, em làm vậy nhiều khi mất uy tín của anh hết. Không thì cần nhiêu nói em đưa. Em làm vậy bạn bè anh nó thấy rồi nó tự ái sao? Mất mơ tự ái. Ý là anh cho tiền họ rồi anh phải hỏi em hả? Ừ. Anh nói kiểu đó kỳ quá. Nhiều khi em đưa tiền cho anh cho nó hả, nó còn khen vợ anh nữa hả, nó còn khen anh biết dạy vợ. Bởi người ta nói gái ngoan làm quan cho chồng. Ừ. Thôi đưa hết tiền đây. Đứng lên đi. Còn nhiêu đưa đây cho rồi đi. Không có nhiêu đâu. Hết rồi. Cái này handphone mà. Handphone hả? Quay quay. Còn túi nào nữa không? Hết rồi. Nè. Hết tơn rồi. Vậy nhiêu đây mà nói mấy chục. Trời ơi thì để vậy gặp em nào đẹp thì mình cho. Không phải. À, mấy đứa em bạn mình nó nghèo á, nó không có quần áo bận á, phải không? Giúp nó. Tôi nghi ngờ cái mặt ông lắm á. Chứ không phải là mấy em, không phải là mấy em của bạn ông đâu, mà mấy em ở trong quán á, phải không? Ông á liệu hồn ông với tôi à. Em sao kỳ quá. Có nhiều tiền lấy hết à. Thôi giờ anh em có cần gì nữa không để anh còn đi ra ngoài ngồi đứng đây biểu. Chờ chút xíu. Tôi lấy cái giỏ tôi đưa tiền cho. Trời, công trình giấu bị mất hết. Làm bậm gì á? À, không, anh nói để... Nói cho anh nghe. À. Em còn mấy chục đồng tiền 25 sen á. Anh về cái anh cho mỗi đứa vài đồng để dành cạo gió. Trời đất, ở bển ta đâu có xài bạc cắt nữa đâu em. Trời ơi, ông sao ông ngu quá. Bây giờ ông cho tiền chẳng á, nó xài xong nó quên hết mẹ rồi. Nó không nhớ là ông về tới Việt Nam. Bây giờ ông cho mấy đồng tiền cắt đi. Hai hẻ con nó trúng gió cái nó cào gió cái nó nhớ anh về Mỹ. Thấy không? Vậy mà cũng không biết. Giờ nói nghe nè. Giờ đó anh chạy ra anh mua giùm cho em một lối dầu xanh. Ừ. Đặng cho má thím tù quẩn. Với lại hai cây dầu thơm. Ừ. Cho con Cúc với con Huệ. Trả tiền đi lát về tính cho. Trời ơi. Còn không? Không đâu còn. Bởi tôi nói âm thì không bao giờ thủ tiền trong túi hết trơn á. Đàn ông là phải thủ tiền trong túi nè. À. Đi đi, nhanh nhanh nha ông. Đi đủ không á. Ừ. Nhanh nhanh nè, à. Đi ra đóng giùm em luôn cái cửa. Để vô lấy chìa khóa cái đã. Chìa khóa xe để trọng á. Bởi vì tao nói mấy cha nội này không kìm là không được mà. Anh đi nha. Ừ. Cái mặt thấy ghét không? Nhờ chút xíu tươi tươi lên coi. Rồi, trẻ rè. Thấy không? Giữ tiền như vậy mới giữ chứ. Không là mơi mốt qua đây là ly dị nữa à. Chết rồi. Sắp về Việt Nam mà không có tiền sao mà hưởng được. Hẹn tôi hết trơn hết tội rồi. Thì đủ cách tôi được tiền bạc nào. À.
Thảo, mái thôi. Xe dịch dịch là hết chạy. Thảo ơi! Chạy cái xe biết sao mà nó cứ giật 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 không có chạy gì nữa nè. Cà giật là ông cà giật á. Xe này người ta mới mua ở đâu giật gì? Thiệt mà. Phải không? Đi từ khác ai? Tôi coi rồi. Ông đó nhờ cái gì cũng được hết trơn à. Ba hoài à. Chưa, tôi nói mà ông tin. Ông làm ơn giờ này còn sớm, ông đem ra ngoài sửa giùm tôi cái đi. Chiều nay là chị Hai lấy cái xe này chở mình ra phi trường đó. Không có là chết liền. Không có tiền. Tiền mà giữ. Dữ à. Tôi nghĩ nặng lắm đó bà. Cái này cũng tệ tệ, cũng phải 1.000 đô á. Cù lôi. 1.000 đô tao bán mẹ cái xe cho rồi. Cái này giỏi lắm, chừng 100 bạc à. Đem ra ngoài giùm tôi cái đi. Ship về đây là tính tiền lại. Ông á, không có nhờ gì được hết trơn à. Vậy là có 100 đô xài rồi. Em thấy anh lóng rài kỳ cục lắm nha. Gì kỳ? Ở bên bển không sao, tự nhiên về đây thành con lật đật à. Lật đật quay đi. Qua quay lại chóng mặt chết. Em quên rồi hả? Hôm qua là nhà vợ chồng cu nhậu đó. Nó mời bữa nay lại nhà đám dỗ nè. Nhớ rồi. Bởi vì em bận đồ này đẹp nè, anh thấy được không? Em lúc này em thấy em trẻ ra đó nha. Xài kem gì mà cái mì da mịn màng quá vậy. Phải trẻ thôi. Bây giờ sao? Em có đi hôm lo sửa soạn rồi không? Tôi trễ à. Tôi đi đó. Bữa nay đám dỗ nó kéo tới sáng, mà chịu nổi không? Không sao đâu, tôi còn khỏe lắm. Bữa nay không chừng tôi uống luôn à. Sao bà nói sáng mà bị nhức đầu vậy mà? Không sao hết trơn á, uống thuốc hết rồi. Nhưng mà nói ông nghe, nói giỡn ông vậy thôi. Chứ bữa nay tôi có hẹn. À vậy à, đúng rồi. Mà hẹn ai? Bữa nay tôi có hẹn với thím Tư. Bị bữa nay bà nói bên nhà bà có công chuyện. Thành thử tôi phải qua bển, nhưng mà tôi nói cho ông nghe. Uống cũng uống vừa vừa phải thôi. Uống quá ta coi không được à. Nghe. Vậy thì bây giờ, nhưng mà không được. Sao vậy? Tôi muốn bà đi với tôi qua nhà vợ chồng cô bữa nay. Bỏ cái vụ bà thím Tư đi. Tại vì á, bữa nay nè, bà thấy không? Đó. Bà đẹp, bận đồ đẹp như vậy nè. Trẻ ra gần 10 tuổi vậy đó. Tôi muốn dẫn bà qua để khoe với vợ chồng cô à, để hãnh diện với mọi người nha. Đi với tôi đi nha. Hôm qua mình nhận lời anh cu để cho anh vui thôi. Bây giờ ông cứ điện thoại cho vợ chồng cu đi à. Nói là tôi bệnh, tôi không có đi được. Rồi cái thím Tư á rồi... Đó, có điện thoại mà chờ chút xíu đi. Ai vậy? Ai biết ai. Bỏ mẹ cái kiến đâu rồi? Ờ đúng rồi, bả này. Tư nè. Alo. Chú Tư hả? Con nè. Xong rồi, xong hết trơn rồi. Ủa? Kiếm đang trên đường tới hả? Rồi. 10 phút nữa là tới phải không? Rồi con chờ Kiếm nha. Con xuống dưới ha. Dạ. Dạ. Rồi con chào Thím, dạ, chút xíu gặp Thím ha. Dạ. Đó, bà gọi rồi. Trời ơi. Đó, rồi. Thôi ông làm ơn làm phước giùm tôi đi. Bây giờ tôi đi mình nói cho ông nghe. Bây giờ ông cứ tới trước đi. Rồi 3 tiếng nữa, 2 tiếng nữa là xong hà. Rồi xong rồi, cái tôi điện thoại cho ông rồi tôi tới nhà thằng cu. Cái này là kẹt lắm đó nha, chứ thiệt là tôi muốn đi với bà lắm á. Biết mà. Tôi đang tôi với mà. Ông mà, tôi biết ông muốn đi với vợ ông lắm. Bữa nay là tại vì bà bận đồ đẹp, tôi thích. Tôi ra hãnh diện, tôi có một người vợ trẻ đẹp như vậy nè. Thấy không? Cái này xài phấn gì mà sao mặt bệnh quá. Phải xài thôi. Nha. Thôi bây giờ, hồi giờ thôi đi nha. Khoan, ngồi xuống chút xíu đi. Tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Sao? Tôi nói ông nghe, mình tới đám dỗ, mình không đem miếng trầu, miếng rượu nó kỳ. Đây nè, giờ á, trong này có 20. Ông đem tới để ông mua gì á, rồi gọi là cái lễ mừng đám dỗ. Ăn đám dỗ mình phải có lễ. Rồi 20 rồi đưa vợ chồng. Còn cái này của ông nè. Bao nhiêu? Không, hôm qua đưa rồi. Hôm qua tôi đưa cho ông 100 ngàn. 100 ngàn mới ăn xôi 4 ngàn, ly trà đá 1.500 là 5.500 là còn 94.500.
94.500 đây đi xe ôm tới nhà cô có 20 hà. Còn nhiêu đó tha hồ xài, thôi được rồi đi đi. Nhiều dữ ha. Xong rồi. Trời. Nhiêu đó tôi đó. Tôi đi nha. Bye bye. Nhớ tới nha ông, nhớ gọi tôi nha. Đi đi. Cái hùng cái nghe. Hồi. Da rồi mà. Cái này đẹp quá. Khéo nịnh dữ ha. Đi chỗ nào massage good good không? Anh muốn mệt hay không mệt? Từ A tới Z. Ok. Ngon rồi nha. Rồi, ok luôn. Đủ thứ. Những đặc sản theo yêu cầu. Thập cẩm Thái Lan xa tế. Rồi hỏi thăm phải cái cà phê này trên lầu 4 đó. Dạ đúng rồi anh, giá bình dân. Dạ yeah. Có xăm bổ lượng. Dạ ơi, anh này cũng có xăm bổ lượng. Em lên chở anh trong phòng đi, để chị. Anh muốn uống xăm bổ lượng nha. Ừ. Khỏe như thế này mà còn uống xăm bổ lượng nha. Trời ơi, thấy vậy chứ. Hôm nay phải nhậu XO từ sáng tới tối. Mệt quá. Cho nên muốn kiếm chút xăm bổ lượng để mà cho khỏe mạnh chút xíu để kiếm chỗ ở đây. Uống xăm bổ lượng à? Theo em có nè. Không đại tử Đài Loan. Nghe anh xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi. Anh như trong kỹ đồ tắm rồi em thích kê cho. Ừ. Alo. Gì hả? Đứa nào đó? Dạ con là Thủy đây. Sao con Thủy? Dạ mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi. Rồi rồi, nói mấy đứa giữ chân ổng lại đẳng nghe. Chúng con hồi hộp lắm. Dì tới liền. Dì lên liền nha. Bye con. Chỗ này phải không anh? Ừ. Mạnh lên chút đi. Úi trời, thôi nhẹ nhẹ thôi. Mạnh lên thiệt. Ôi trời ơi, gì tới. Sao con? Trời, con mừng quá. Hồi nãy giờ hả, con đợi gì con muốn lớp tim gì đó. Trời ơi, tao chạy. Chút xíu nữa chạy băng họng rồi. Sao rồi? Tụi nó đang cầm chân dưỡng ở trển á. Dì lên trển liền đi. Chết rồi. Dạ. Hồi nãy gì đi gì gấp quá. Dạ. Dì quên gì không biết mặc đồ này massage được không. Hồi xưa giờ có massage đâu, biết mẹ gì đâu. Thì tất nhiên là không được rồi. Nhưng mà dì yên tâm đi, tụi con đã là sẵn sàng cho dì chỉnh rồi. Dì lên chỉnh liền đi, tụi nó đang đợi á. Ừ. Đừng có hở hàng ông ấy chết gì nha. Không sao. Không vậy tao lên chỉnh nha. Dạ dạ. Dạ. Chút xíu nữa đó dì hú là dì nhớ chạy lên liền nghe không? Dạ. Em ơi. Dạ. Mày sao? Nói nghe này nha. Bây giờ anh cho em 50.000. Em đổ cho anh cô khác được không? Bỏ anh chơi em hả? Anh muốn gì em chịu. Không có chê. Mà đã tánh anh á, đi massage là anh hay đổi nhiều cô để anh so sánh coi cô nào có tuyệt chiêu. À, ừ. Anh muốn hàng mới không? Ừ. Có liền. Cô này là bảo đảm anh thích liền á. Yeah. Vừa đẹp nè, vừa massage giỏi nữa. À. Lại gái nhà lành ở dưới quê mới lên. Gái nhà lành hả? Ừ, em kêu nha. Cô kêu là lẹ đi. Để em kêu nha, anh chờ một tí nha. Ừ. Bên cái xà, ra có khách nè. Chờ tí nha. À. Ép. Cỡ tốn 50. Trời ơi. Mắt xa, tao bận đồ ngắn lắm, sao em bận đồ dài vậy em? Phải được rồi. Em tên gì vậy? Em tên là Vanessa. Vanessa? Vâng ạ. Ủa? Em là người Việt sao mà có tên Mỹ? Đấy là tên International đấy. Bởi vì em làm cho khách nước nào ấy thì em phải lấy tên nước đấy để cho nó thân mật đấy mà. À vậy hả? Vâng. Thế anh về đây du lịch à? Đúng rồi, anh ở Mỹ về em. Vâng, thế anh về đây du lịch á? Du lịch cái gì? Chỗ nào trên thế giới có danh lam thắng cảnh chỗ đó anh tới hết trơn rồi. Thấy không? Anh về đây là để làm ăn. Làm ăn à? Ừ. Thế anh làm ăn về cái việc gì? Đây nè, ở Việt Nam có mấy cái công ty lớn muốn xuất khẩu hàng ở nước ngoài. Nhờ anh đang kiếm thị trường ở Mỹ á.
Thế anh về có bà xã anh về không? Bà xã anh đó hả? Vâng. Ôi trời ơi, không, em đừng có nhắc bà. Nói mà bây giờ anh còn nổi da gà nữa nè. Sao thế? Trời đất ơi, em nghĩ coi, hồi còn trai trẻ đó, lấy bà là đã hối hận rồi, thấy không? Đến nỗi bây giờ anh bỏ bà rồi đó, anh vẫn còn hối hận, nói cho em biết. Sao hối hận lắm thế? Trời ơi, nói phải nói xấu nha em. Vợ anh ấy vừa già nè, vừa xấu nè, vừa dữ nè, vừa trùm nè. Ôi, ôi, cái gì em? Em bẻ cổ đấy. À, dạ. Vâng, lâu lâu làm cái thế đó, bất ngờ nó lại hay. Và đi xa. Dạ. Em làm nghề này lâu chưa? Dạ, em mới làm có mấy tháng thôi. Mới mấy tháng thôi? Vâng ạ. Thôi nói với quê em làm gì? Dạ, trước đây em đi dạy. Em dạy? Vâng. Dạy bốn gì? Dạ, em dạy thiếu lâm. Thiếu lâm? Vâng ạ. Hèn gì em điểm nguyệt đã quá. Em... Ủa sao không thấy dậm lưng anh vậy? Thôi bây giờ không dậm, tí về nhà dậm thế đâu. À, ủa gì kỳ vậy? Dạ không không, tí dậm, vâng. Phải làm tuần tự chứ lị. Anh ơi, thế đi về đây anh có quen với khí hậu không hả anh? Trời ơi, mới đầu thì cũng không chưa quen, nhưng mà bây giờ cũng tạm tạm nè em, hơi nóng quá. Về đây không quen ai chắc buồn lắm anh nhỉ? Ây da, cái gì đau quá vậy em? Hả? Anh làm gì vậy? Lễ gió đấy. Ủa, massage giờ cũng phải lễ gió rồi. Vâng, phải làm đầy đủ chứ lị. Làm đầy đủ thì khách mới đến chứ. Ây da, thôi mày. Đừng chích nữa. Em còn cái gì khác không? Xuất chiêu đi. Dạ, em chỉ bằng ấy thôi. Xuất chiêu tí nữa. Thế nào cũng có mà. À vậy hả? Vâng ạ. Thôi được rồi, đủ rồi. Trời ơi, chống nha. Trời ơi mà. Xin lỗi anh. Sao? Em chỉ bán nghệ chứ em không bán thân. Trời ơi, sao em nói vậy? Nè, em thương em. Thôi nè, giỡn chơi với em chứ. Cho em 100 đô nè. Đó. Không cái nè. Cho luôn á. Ê. Nghe mùi của em. Ê, trời ơi. Bà. Nghe mùi của em. Mà tới đây, mà tới đây chi vậy? Không tới đây sao loài ra 100 đô. Ngồi xuống đó. Tôi xử xong cái áo này, tới biên tôi xử rồi. Chưa bao giờ tôi mặc đồ ngắn cỡ này đâu nghe. Tôi kéo lên là tôi ngồi tôi gồng hồi nãy giờ rồi nghe. Nó nhỏ à? Nhiều. Mẹ em nó nghe. Sợ nghe. À. Nhiều đây về làm kinh tế. Mua đủ tạ gạo không? Tại sao tôi hỏi ông còn tiền không? Ông nói hết rồi. Tại... Mà tới giờ này nó lòi ra 100 đô. Đấy, bà nói nghe bà không cho tiền chứ. Tôi cho nên tôi giấu mỗi ngày chút chút thì mới gom được con trăm á. Hay quá, ông giỏi quá. Tới giờ này đi về tới đây rồi tôi mới biết ông gạt tôi nha. Ông muốn gì? À. Mấy đứa đâu hết rồi? Vô biểu hả con? Quen không? Nãy gặp rồi vậy? Ông lọt vô đây là ông lọt vô cái ổ nhện nhện mà con nhện bà nó đứng đây. Cái thằng mà chở ông đi xe ôm mà từ khách sạn tới đây đó, cháu kêu tôi bằng cô ruột. Bốn đứa này kêu tôi bằng dì ruột. Thấy không, năm đứa đều nhau, có đứa nào có miếng thịt nào không? Chào Dưỡng đi con. Chào Dưỡng. Hết hồn chưa, hồi nãy kêu em hỏi vậy. Đó, nhìn cho kỹ nè con. Cái thứ gì kiểu một trăm đô.